Thưa quý vị, trên tuyến đường Lê Đình Dương Hoàng Văn Thụ thì chúng ta rất dễ bắt gặp những ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh được gắn sát trên các bức tường. Đó là ngôi nhà của pin, mô hình thu gom pin cũ của Đoàn Thanh niên phường Phước Ninh, quận Hải Châu. Những ngôi nhà trông rất nhỏ nhưng lại có công hiệu cao, thu về hàng ngàn pin đã qua sử dụng trên địa bàn phường. Ngôi nhà của pin được Đoàn phường Phước Ninh, quận Hải Châu triển khai từ tháng 2 năm 2020. Hiện có tất cả 5 ngôi nhà pin được đặt rải rác tại các điểm nằm trên tuyến đường Lê Đình Dương và Hoàng Văn Thụ. Những ngôi nhà này có kích thước khá nhỏ và được làm bằng chất liệu alu, có thể chống chịu mưa gió. Thông qua ngôi nhà của pin, đến nay Đoàn phường Phước Ninh đã thu gom được hơn 1.200 pin cũ. Từ cái nhu cầu của thực tiễn là khi mà phân loại rác thải tại nguồn, thì đoàn phường thấy là người dân là họ sẽ bỏ trong những rác thải độc hại như là pin vào chung với lại các loại rác khác, thì nhận ra là đa số người dân á là họ biết phân loại mà không biết là cái pin đó thì sẽ bỏ ở đâu. Thì đoàn phường mới nảy ý tưởng là sẽ có một cái điểm thu gom riêng dành cho pin, nhưng mà sẽ không phải là quá lớn để không bị nhầm vào những cái bát rác. Từ đó thì mô hình là ngôi nhà của pin ra đời. Sau thời gian triển khai, mô hình ngôi nhà của pin được đông đảo người dân trên địa bàn ủng hộ. Nhiều người dân cho biết ngôi nhà của pin này rất tiện lợi. Hàng tuần, hàng tháng đều có pin cũ ở nhà thì gom lại và đem ra bỏ vào những ngôi nhà này. Ngoài ra, nhà pin còn trang trí những câu tuyên truyền, vừa là điểm thu gom, vừa là điểm tuyên truyền trực quan cho mọi người. Ngôi nhà pin của đoàn thanh niên rất là tốt. Vì là ông coi như là bây giờ hiện nay là các trẻ là chơi mà được chơi điện tử rất là nhiều, do đó dùng pin nhiều. Bởi vậy là ông coi chúng ta khi mà pin hết là không có vắt bừa bãi, mà chúng ta để gom lại một chỗ và coi như là hãy tập trung ra ngôi nhà pin, bỏ vào ngôi nhà pin để cho đây là vệ sinh và cũng coi như là làm cho không có bị ảnh hưởng về môi trường. Cứ 2 tuần một lần, vào dịp cuối tuần, đoàn phường sẽ đi thu gom tại các điểm, cùng nhau phân loại và tổng kết số lượng, sau đó trực tiếp mang pin cũ đến quán cà phê sách The Books nằm trên đường Cao Thắng, và quán sẽ chuyển đến những điểm thu gom riêng chuyên xử lý pin đã qua sử dụng tại thành phố Hồ Chí Minh. Pin đã qua sử dụng rất độc hại nhưng lại thường bị vứt bừa bãi ngoài môi trường. Những mô hình như thế này góp phần nâng cao nhận thức của người dân về rác độc hại, chung tay cùng địa phương thực hiện tốt công tác phân loại rác thải tại nguồn, góp phần xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường.